Đây là nhà của Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trước đây là ông Văn Tiến Dũng mà. Các bạn ơi, còn nữa trong kia còn không nhiều không? Còn nhiều không? Đi bên này nữa cả còn nhiều lắm. Thế là mọi người ra hết rồi. Ở trong kia có cái gì không? Đây là đường đường hầm thông đến bộ tổng chỉ huy chiến dịch của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Bây giờ anh quay ngược trở lại đây. Anh quay ngược trở lại nhá. Trong này là có hệ thống ngầm như thế này, ống ngầm giao thông hào. Cứ đi đi. Đây là những cái chõng tre và bàn làm việc của Đại tướng. Lúc này thì đã ra đến cửa vào. Và đây chính là cái lán làm việc, hội họp của Đại tướng. Đây là một cái giường ngủ. Một cái giường ngủ nữa. Và đây là bàn làm việc. Đi ra đi anh đi.